Từ nay thì quả vải thiều Thanh Hà của bà con Hải Dương sẽ có một con đường rất nhanh để vận chuyển sang Trung Quốc, thậm chí là các nước châu Âu. Đó chính là thông qua hệ thống đường sắt liên vận quốc tế. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa hoàn thành cải tạo ga Cao Xá trên địa bàn tỉnh Hải Dương để biến nó trở thành ga vận tải hàng hóa đi Trung Quốc thông qua hai ngã đường sắt Lạng Sơn và Lào Cai. Ngoài ra, nó cũng được kết nối với cảng Hải Phòng. Trong sáng mùng 2 tháng 5, đoàn tàu liên vận quốc tế đầu tiên đã khởi hành từ ga Cao Xá và thẳng hướng sang Trung Quốc. Với mục tiêu đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa, Tổng công ty Đường sắt đang phấn đấu xây dựng ga Cao Xá thành ga liên vận quốc tế, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Hải Dương và các khu vực lân cận. Hàng năm thì Hải Dương có một lượng vải thiều rất là lớn, với khối lượng khoảng 60.000 tấn. Và như vậy thì với cái đầu xuất ra nhiều nhất thì vẫn là Trung Quốc. Và qua cái việc mà ga Cao Xá được kết nối liên vận này sang Trung Quốc qua Lào Cai, qua Lạng Sơn thì chắc chắn là vải thiều của Hải Dương bắt đầu từ năm nay sẽ có tín hiệu tốt hơn. Ga Cao Xá được hòa nhập vào liên vận quốc tế và tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp tiếp tục kết nối vào cái vận chuyển của mình. Qua đó thì hàng hóa từ hàng đi hàng về thuận lợi hơn và cái chi phí vận chuyển nó hợp lý hơn, tăng cái sản xuất cho các doanh nghiệp và thúc đẩy cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.